Anh Lưu. Cái gì? Nhà thằng Nhật làm đơn bãi nại, không kiện nữa à? May thế, con Luyến thoát nạn không phải đi tù là nhờ con này đấy. Chả biết nữa, người ta tha cho về, nhưng mà cấm đi khỏi nơi cư trú. Có lẽ là cần gì người ta gọi lên hỏi mà. Kể cũng đúng, nhưng mà anh này, nhỡ đâu nhà thằng Nhật keo nó lật kèo thì sao? Em thấy con vợ nó nhá, đâm đơn lên báo cáo là do mâu thuẫn hai bên, không có cái gì nghiêm trọng cả, thế nên là xin tự giải quyết. Nó có nhắc gì đến tội của thằng chồng nó đâu. Ngu gì mà nó nhắc. Nói chung là mọi chuyện êm xuôi là được, chứ bây giờ mà làm căng lên ấy thì không những thằng Nhật mà cả con Luyến nữa đi tù thì có mà nước chấm cũng chả còn đấy chứ lị. Mà thôi, qua có chuyện gì xong việc rồi thì biến về đi. Lại đuổi người ta còn đi ngủ, chả hiểu ngủ một mình có cái gì mà thích. Anh Lưu. Cái gì? Em chờ anh nói với em một nhời, chờ mãi chả thấy nói gì, em buồn. Nói gì nhỉ? Anh bảo em giúp con Luyến, em giúp rồi đấy thầy. Giúp con Luyến thì liên quan gì đến thằng này nhỉ? Này nhá, chính anh chạy theo em, năn nỉ em bảo em giúp nó, thì em mới giúp. Giúp xong bây giờ em phủi tay, không nói đến một lời cảm ơn. Này, tôi chưa trách cô là may đấy. Tôi chạy theo cô nói gãy lưỡi, tự nhiên cô đem cái bí mật ấy đến nói cho bà Hòa. Thế còn trách móc cái gì thằng này hả? Anh lấy lòng nó đấy à? Lòng mề gì ở đây? Lòng mề qua nhà anh Lễ nhá. Em mở lời với bà Hòa là cũng vì anh đấy. Chính ra trong việc này cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Tôi đã giữ vững cái danh hiệu là xấu tính chứ không bị ổi cho cô, đúng không? Cô làm tôi hơi mất mặt đấy, nghe không? Bà vào đi. Chim chuột gì đâu mà bà cứ rén đấy. Vào. Có chuyện gì? Tôi đi đây. Tôi cảm ơn chú đã cho bà già này ở nhờ mấy hôm. Bà, con Luyến nó được thả rồi mà. Bà không ở với nó à? Tôi làm phiền nó nhiều rồi, phải để cho nó sống với chứ. Cái con đầu đất này, dù sao bà cũng giúp nó rất nhiều việc. Bà để cháu. Tôi xin chú. Bà, thế bà định đi đâu? Già rồi, ở đâu mà chả được hả cô? Ít nhất thì cũng phải có cái chỗ mà che mưa che nắng chứ lại. Còn không ấy, bí quá, về đây à? Tôi đi ra chỗ mấy bà hàng rong, nếu mà tiện thì tôi ở luôn đấy chú ạ. Thôi, bà không ở với nó thì ở với con cũng được chứ sao? Tưởng đang ở nhờ nhà bà con mà. Nhờ đâu ra? Hôm nay em sang đây xem phòng, nhưng mà bà Lục bà đi vắng. Thằng Linh ấy, nó nhượng lại cái suất của nó cho em ở cùng bà Lục. Mục đích của em là sang đây ở gần anh mà. Họ hàng gì? Bà, cháu bảo, cứ ở với cháu đi, tiền phòng hai bà cháu mình chia đôi. Cháu chẳng giúp không ai cái gì đâu. Thôi cô ạ, tôi ở đây chả khác nào làm cho em nó buồn thêm. Thả khuất mắt đi cho nó đỡ khổ tâm. Thật à? Cho này. Em xin bác. Hay bác sang nhà em mà ở, thằng Linh nó nhường chỗ cho cô Bình có biết gì đấy. Nhưng chắc gì người ta đã đến. Chị ở nhà em, mẹ con gần gũi, biết đâu cô ấy lại nghĩ lại. Thôi, gần gũi nhau làm gì, chỉ thêm làm khổ nhau ra thôi bà. Mình già rồi, còn mấy nữa đâu. Màn trời chiếu đất, phải biết lo cho mình chứ. Đầy đủ cả chưa? Bà kiểm tra lại xem thử còn thiếu cái gì không. Chứ già ngoài thiếu cái gì là khổ cái đấy. Quần áo các thứ ở trong phòng còn cái gì không?
Nếu bà ngại để cháu vào cháu lấy cho. Chú ơi, chú, tôi xin chú để cho em nó yên. Thỉnh thoảng bà ghé qua nhà em chơi.